Quý Bình xin gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giải trí 24 giờ. Trong năm rồi là Quý Bình đã có về cho mình hai cái giải thưởng, và cái giải thưởng cao nhất của điện ảnh Việt Nam đó là giải thưởng Bông Sen Vàng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hạnh phúc vô cùng. Nếu mà nói cái dấu mốc thì đúng là từ khi mà Quý Bình đoạt giải quán quân của chương trình Tình Bolero thì Quý Bình mới chính thức được gọi là một ca sĩ, và Quý Bình được đứng trên sân khấu ca nhạc nhiều hơn. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đêm. Không phải một diễn viên nào cũng có được một cái ngoại hình sáng láng, cũng có được một cái giọng nói tốt, cũng có được cái nhạc cảm tốt. Cho nên bản thân Quý Bình nghĩ rằng trời sinh mình ra mình có được những cái điều đó. Tại sao mình không chủ động phát huy, mình không khai phá bản thân mình để mình có thể sử dụng hết những cái vốn mà trời đã ban cho mình. Trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ. Một diễn viên khi bước sang lĩnh vực ca hát, cái khó khăn đầu tiên đó là làm sao để cho thay đổi được cách nhìn, cái nhìn của khán giả dành cho mình. Bởi vì trước nay mọi người đã quen với Quý Bình là một diễn viên rồi, cho nên là cái khó khăn là làm sao để bây giờ mọi người không nghĩ mình là một anh chàng diễn viên đi hát nữa, mà mình phải là một ca sĩ thực thụ. Xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Mọi người cứ nghĩ là diễn viên đi hát, ok, bạn nói tiếng sẵn rồi thì bạn đi hát thì cách nào người ta cũng nghe, không nghe thì cũng xem. Nhưng mà với Quý Bình không bao giờ cho mình một cái suy nghĩ như vậy. Quý Bình không cho phép mình là cứ lấn sân một cách tay ngang và xem nó như một cái cuộc dạo chơi. Nếu mà Quý Bình chia sẻ đây có thể là quý vị bất ngờ, nhưng mà thực sự cái niềm đam mê ca hát nó còn mãnh liệt hơn cả cái niềm đam mê diễn xuất. Nhưng mà có lẽ là do cái duyên mà nó được khai quật muộn hơn là cái niềm đam mê diễn xuất, cho nên là mọi người cứ nghĩ đâu là Quý Bình đến thời điểm này mới là rẽ hướng hay là mới lấn sân, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Cách đây 4-5 năm trời